Việt sử toàn thư rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong nửa đầu năm trôi qua, thế giới đã phải chứng kiến nhiều sự kiện lớn, nổi bật nhất là đại dịch Covid-19 đang hoành hành tại nhiều quốc gia, cướp đi tính mạng của hàng trăm nghìn người vô tội, gây thiệt hại vô cùng lớn cho nền kinh tế và làm chao đảo toàn bộ thế giới. Điều này đã minh chứng cho những lời tiên tri của Vanga đã ứng nghiệm một cách chính xác. Chưa dừng lại ở đó, sau những lời tiên đoán đáng sợ của bà Vanga, mới đây, một nhà ngoại cảm khác cũng đã lên tiếng dự đoán về tương lai của thế giới năm 2020 đến năm 2021 còn đáng sợ hơn gấp bội lần so với dự báo của bà Vanga. Theo nhà ngoại cảm, thế giới không chỉ đương đầu với đại dịch Covid-19 càn quét mà còn phải đối diện với chiến tranh và thảm họa thiên nhiên mới. Vậy nhà ngoại cảm này là ai? Những sự kiện của thế giới sẽ xảy ra vào năm tới như thế nào? Liệu Việt Nam có phải hứng chịu những thảm họa kinh hoàng này hay không? Hãy cùng Việt Sử Toàn Thư đi tìm hiểu trong video sau đây nhé! Mới đây, nhà ngoại cảm người Anh Gray Hamilton Parker đã chia sẻ hàng loạt lời tiên tri của mình về năm 2020-2021 và đã nhận được sự chú ý lớn từ công chúng. Theo ông, trong tương lai, thế giới sẽ phải đón nhận nhiều sự hỗn loạn và bất ổn khác, bao gồm cả chiến tranh lẫn thảm họa thiên nhiên. Sự kiện thứ nhất, đó là chiến tranh Trung Đông giữa Iran và Ả Rập Xê Út. Theo dự đoán của Gray, một cuộc xung đột tàn khốc có thể xảy ra tại Trung Đông trong giai đoạn từ 2020-2021 gây tàn phá nghiêm trọng khu vực này. Ông lo ngại chiến tranh thế giới thứ ba có thể xảy ra, đặc biệt sau khi Mỹ tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, giết chết Trung tướng Iran Qasem Soleimani. Sau đó, lãnh đạo tối cao của Iran Ayatollah Khamenei đã tuyên bố sẽ trả thù mạnh mẽ với phía Mỹ. Tới ngày 7 tháng 1, phía Iran đã trả đũa bằng một cuộc tấn công tên lửa vào các cơ sở quân sự của Mỹ ở Iraq. Nhà ngoại cảm Gray dự đoán sẽ có một cuộc chiến nổ ra ở Trung Đông, những cuộc bạo loạn lớn trên đường phố Iran và sự trả thù từ chính quyền của ông Ayatollah Khamenei. Sau đó, Ả Rập Xê Út sẽ tham gia cuộc chiến bằng các thỏa thuận vũ khí mới với Mỹ và châu Âu. Tuy nhiên, khi cuộc chiến này diễn ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ ký thỏa thuận hòa bình với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Sự kiện thứ hai đó là ông Donald Trump sẽ tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai. Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tiếp tục tái đắc cử trong năm nay và bản luận tội của ông sẽ được tha bổng. Từ đầu năm nay, ông Hamilton Parker đã dự báo rằng ông Trump sẽ coi cuộc luận tội là một cuộc đảo chính và không chịu bất cứ tội nào xung quanh những cáo buộc nhằm vào mình liên quan đến vụ bê bối về điện đàm với Tổng thống Ukraine mà Đảng Dân Chủ liên tiếp đổ lỗi. Nhà ngoại cảm Hamilton Parker cho rằng ông Trump sẽ tái đắc cử vào năm nay khi đối thủ lớn nhất của ông là Joe Biden vướng phải một vụ bê bối khiến ông này không thể trở thành ứng cử viên Đảng Dân Chủ. Joe Biden sẽ bị mất uy tín bởi một vụ bê bối. Elizabeth Warren sẽ là ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ. Sau đó Donald Trump sẽ tái đắc cử, nhà ngoại cảm người Anh phán đoán. Tuy nhiên, một phần dự báo đã không trở thành sự thật. Ông Joe Biden hiện đã trở thành ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ và có màn tranh luận trực tiếp với ông Trump. Cuộc tranh luận trực tiếp được mong chờ giữa hai ứng cử viên đã diễn ra vào ngày 29 tháng 9 tại Đại học Key Western Rivers ở thành phố Cleveland, bang Ohio, Mỹ. Tổng cộng, ông Trump và ông Biden sẽ tham gia 3 cuộc tranh luận trực tiếp trước các vòng bỏ phiếu toàn quốc vào ngày 3 tháng 11. Ủy ban tranh biện Tổng thống Mỹ cho hay, cuộc tranh luận thứ hai sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 10 ở Miami, bang Florida và sự chứng kiến thứ ba được tổ chức ở Nashville, bang Tennessee một tuần sau đó vào ngày 22 tháng 10. Ngoài ra, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cũng sẽ tham gia tranh luận trực tiếp với ứng cử viên được ông Biden chọn là cấp phó cho mình. Hiện ứng viên Tổng thống Dân Chủ vẫn chưa chốt gương mặt này vào ngày 7 tháng 10 tại thành phố Salt Lake, bang Utah. Kết quả một cuộc thăm dò dư luận mới do tờ Washington Post tiến hành cho thấy ông Biden đang tạm dẫn trước Tổng thống đương nhiệm khoảng 15% tỷ lệ ủng hộ của cử tri toàn quốc. Tỷ lệ tín nhiệm toàn quốc dành cho ông Trump năm nay đã sụt giảm vì dịch bệnh hoành hành, cũng như làn sóng biểu tình chống phân biệt chủng tộc lan rộng sau cái chết của công dân gốc Phi George Floyd trong tay cảnh sát hồi tháng 5. Tuy nhiên, tròn 100 ngày trước khi tổng tuyển cử năm 2020 diễn ra, ông Trump hôm 26 tháng 7 vẫn tự tin sẽ giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Vị Tổng thống 74 tuổi, đại diện Đảng Cộng Hòa, cũng cáo buộc các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy ông đang thua đối thủ Biden, đều không đáng tin cậy. Ông Trump tái đắc cử
chiến tranh thương mại với Trung Quốc sẽ không dừng lại. Trong các dự báo của mình, ông Craig Hamilton Parker cho biết, trong thời gian ông Trump tại vị, cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung sẽ tiếp tục leo thang. Cho đến nay, Tổng thống Mỹ đang làm rất nhiều việc để chỉnh sửa lại quan hệ Trung Quốc trên toàn bộ các lĩnh vực nhằm mang lại sự an toàn và lợi ích cho người Mỹ. Khởi nguồn từ cuộc chiến tranh thương mại, ông Trump đã tiếp tục thúc đẩy quan hệ với Trung Quốc vào nguy hiểm trong các lĩnh vực liên quan đến chính sách ngoại giao như vấn đề Hồng Kông, Trung Quốc, vấn đề Biển Đông hay đóng cửa các lãnh sự và truy lùng các gián điệp Trung Quốc. Cuộc chiến nhằm vào vấn đề an ninh mạng với làn sóng tẩy chay gã khổng lồ Huawei, cũng như cuộc chiến tài chính cấm các công ty Trung Quốc không tuân thủ luật Mỹ, không được phát hành công khai lần đầu tại Mỹ. Tất cả các cuộc chiến này được giới phân tích coi là điều kiện để ông Trump ép Trung Quốc cho thỏa thuận giai đoạn 2 sắp tới. Giới phân tích cho thấy, chính sách về Trung Quốc sẽ là một con bài chiến lược để ông Trump tiến đến chiếc ghế ông chủ Nhà Trắng lần thứ hai. Như vậy, thật không khó để thấy rằng chính quyền của ông Trump không buông tay khỏi vấn đề Trung Quốc khi một vị tổng thống tỷ phú tái đắc cử. Năm trước, Hamilton Parker tuyên bố có âm mưu ám sát Thủ tướng Đức Angela Merkel, tỷ phú Donald Trump chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ. Anh rời khỏi EU khiến Thủ tướng David Cameron phải từ chức. Những kẻ khủng bố nắm mục tiêu tấn công các trung tâm mua sắm và khu nghỉ dưỡng. Một tay súng tấn công một triển lãm nghệ thuật. Những năm trước, ông cũng dự đoán các tay súng sẽ tấn công Paris, một tàu ngầm hạt nhân gặp vấn đề nghiêm trọng và một phát hiện khảo cổ học tại Nam Cực. Sự kiện thứ ba, đó là khủng hoảng kinh tế châu Âu. Theo ông Craig, châu Âu sẽ phải hứng chịu một cuộc khủng hoảng tài chính trong năm 2020-2021. Nhiều quốc gia châu Âu sẽ đối mặt với thời kỳ khó khăn. Tuy nhiên, ông Craig tin rằng nền kinh tế sẽ khởi sắc sau thời kỳ hậu Brexit, giá bất động sản tăng mạnh sau khi Anh rời Liên minh châu Âu. Sự kiện thứ tư, đó là thảm họa thiên nhiên bất ổn trên toàn thế giới. Nhà ngoại cảm người Anh tiên tri rằng năm 2020 sẽ là năm chứng kiến nhiều thảm họa thiên nhiên tàn khốc trên thế giới. Cụ thể, Nhật Bản và Ấn Độ có thể xảy ra các trận động đất lớn gây thiệt hại về người và của. Tại Mỹ, hoạt động núi lửa trên một hòn đảo lâu năm sẽ gây ra động đất nghiêm trọng. Ông Craig cũng khẳng định đã thấy trước vụ bạo loạn ở Hồng Kông từ lâu nhưng không ai tin lời cảnh báo của ông. Ông cũng dự đoán rằng một cuộc bạo động tương tự có thể xảy ra tại Trung Quốc trong vài năm tới. Sự kiện thứ năm, đó là tương lai của Thủ tướng Anh Boris Johnson và nữ công tước Meghan Markle. Ông Craig cho rằng trong năm 2020, Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc đấu tranh độc lập của Scotland. Ông Boris cũng có thể sẽ ký một thỏa thuận với Mỹ, mở ra kỷ nguyên kinh tế thịnh vượng mới cho Anh. Ngoài ra, lời dự đoán rằng ông Boris có thể sẽ kết hôn với vị hôn thê Carrie Simon. Về nữ công tước Meghan Markle, ông Craig dự đoán cô sẽ mang thai đứa con thứ hai với hoàng tử Harry. Một số lời dự đoán của nhà ngoại cảm Craig Hamilton Parker khá trùng hợp với lời tiên đoán của nhà tiên tri mù lừng danh Baba Vanga. Do đó, càng nhiều người tin vào nó hơn. Trong quá khứ, rất nhiều lời tiên tri của bà Vanga đã ứng nghiệm. Đến nay, vẫn có rất nhiều người tin tưởng vào bà Vanga và cho rằng lời dự đoán của nhà tiên tri mù có tỷ lệ chính xác lên đến 85%. Thưa quý vị, thế giới bước sang năm 2020 như một bức tranh đa sắc với một số điểm nhấn thu hút sự chú ý của rất nhiều người, đó là các dự đoán của các nhà tiên tri lừng danh. Không chỉ có nhà ngoại cảm người Anh đưa ra hàng loạt lời tiên tri của mình về sự hỗn loạn và bất ổn trên thế giới, mà còn có nhà tiên tri người Pháp Nostradamus. Ông đã để lại 8 lời tiên tri về vận mệnh thế giới năm 2020 dựa trên những cách tính toán của các hành tinh và các vì sao với trái đất. Vậy đó là những lời tiên đoán nào? Hãy cùng Việt Sử Toàn Thư đi tìm hiểu ngay sau đây. Nhà tiên tri Nostradamus sinh ngày 14 tháng 12 năm 1503, mất ngày 2 tháng 7 năm 1566, là một dược sĩ người Pháp. Ông đã tiên đoán chính xác rất nhiều thảm họa như động đất, chiến tranh, dịch bệnh, hạn hán. Để tránh bị kết tội dị giáo, phù thủy, mê tín dị đoan, Nostradamus viết tất cả những lời tiên tri của mình theo kiểu ẩn ngữ, chơi chữ hoặc bằng các tiếng Do Thái, Hy Lạp, Ả Rập. Vì vậy, nhiều người còn gọi Nostradamus là đầy tớ của quỷ. Nostradamus đã cho xuất bản những lời tiên tri vào năm 1555, một bộ sưu tập những lời tiên đoán của ông. Quyển sách này là tập hợp những bài đoản thi gồm 4 câu thơ tứ tuyệt, mỗi nhóm 100 câu nói về một thế kỷ. Những lời lẽ trong quyển sấm ký này mơ hồ khó hiểu. Chúng miêu tả những biến cố được tiên kiến sẽ xảy đến cho thế giới từ giữa thế kỷ 16 cho đến ngày tận thế. Nhiều người đã luận giải những lời sấm truyền trong đó và liên hệ với tất cả các sự kiện xảy ra từ thời Nostradamus. Đến nay,
và tiên liệu những biến động có thể sẽ xảy đến cho nhân loại. Nostradamus đã tiên đoán chính xác về cái chết của hoàng đế Henry II. Có một ngày, đầu của bệ hạ sẽ bị đâm bởi một vật sắc nhọn và đó là nguyên nhân khiến người băng hà. Điều đó sẽ xảy đến trong 10 năm nữa. Đến tháng 6 năm 1559, trong một cuộc đấu ngựa, vua Henry II đã bị một chiếc thương đâm xuyên qua tấm khiên che mặt, đâm qua mắt và xuyên vào thái dương. Sau 10 ngày nằm trên giường, vua Henry II từ trần ở tuổi 51. Cuộc đời của hoàng đế Napoleon, nhà quân sự tài ba, chiến thắng trong mọi trận chiến nhưng thất bại ở Nga rồi mất vương quyền, cũng được Nostradamus tiên đoán trước. Những vần thơ của Nostradamus ghi rõ: hoàng đế vĩ đại sẽ khởi đầu với một vị trí thấp kém và nhanh chóng trở nên lớn mạnh. Khi ông giành được quyền lực tối cao, ông hoàng chiến bại bị lưu đày ở Elba sẽ trở về Marseille qua vịnh Genoa, nhưng không vượt qua được các thế lực ngoại bang. Tuy thoát chết nhưng vẫn phải đổ máu. Những tội ác của Hitler, vụ ném bom nguyên tử ở Nagasaki và Hiroshima, phi thuyền con thoi của Mỹ bị nổ năm 1985, Tổng thống Mỹ Kennedy bị ám sát đều được cho là Nostradamus tiên tri trong những bài thơ của mình. 8 lời tiên tri của Nostradamus về những gì sẽ xảy ra trên thế giới trong năm 2020. Tuy nhiên, các học giả cho rằng nếu hầu hết những lời tiên tri của Nostradamus được viết khá mơ hồ, người đọc có thể tự diễn giải theo ý muốn của bản thân. Sau đây là một số lời tiên tri của Nostradamus về năm 2020. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi. Thứ nhất, ông Donald Trump sẽ tái đắc cử trong cuộc bầu cử vào tháng 11 và làm Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2 trong năm 2020. Thứ hai, trong năm 2020, con người sẽ phải đối mặt với nhiều thảm họa thiên nhiên, châu Âu sẽ phải hứng chịu nhiều cuộc tấn công khủng bố và lũ lụt sẽ diễn ra tại một số quốc gia ở lục địa này như Ý, Cộng hòa Séc, Anh, một số khu vực ở Bắc Mỹ sẽ có bão mạnh. Thứ ba, tại Trung Đông, hiện tượng cực đoan dựa trên tín ngưỡng sẽ tăng cao trong năm 2020. Thứ tư, nhiều quốc gia trên thế giới sẽ phải đối mặt với một dịch bệnh nghiêm trọng xuất phát từ một thành phố hàng hải được cho là Hồng Kông, Trung Quốc. Bệnh dịch lớn khiến mọi người không thể đi du lịch nữa và chỉ chấm dứt sau khi cướp mạng sống của nhiều người. Thứ năm, một trận động đất cực mạnh dự đoán sẽ xảy ra ở khu vực giữa California, Mỹ và Vancouver, Canada, khiến toàn bộ bang California bị nhấn chìm xuống biển. Thứ sáu, những thành tựu khoa học lớn được dự báo sẽ xuất hiện trong năm 2020. Thứ bảy, một trong các câu thơ của Nostradamus dự báo rằng Anh sẽ có nhà vua mới trong năm 2020. Thứ tám, trong các dự báo về sự kiện diễn ra trong năm 2020, Nostradamus thấy con người sống trên mặt trăng. Quý vị thân mến, có thể thấy năm 2020 được đánh dấu là một thời khắc thiêng liêng, thuận lợi, đồng thời cũng nguy hiểm trong lịch sử nhân loại, có nghĩa là mang lại cả thảm họa và những khả năng tuyệt diệu tiềm tàng. Như vậy, nhà tiên tri người Pháp nổi tiếng sống ở thế kỷ 16 đã từng đưa ra những dự báo cực kỳ kỹ lưỡng về thế giới năm 2020 và đến nay. Một phần trong số đó đã ứng nghiệm một cách bất ngờ. Đến đây thì thời lượng của chương trình xin phép dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.